Chào mừng quý vị khán giả đến với vòng chung kết cuộc thi Kaiserberg International Youth Piano Competition năm 2021. Kaiserberg International Youth Piano Competition là cuộc thi piano dành cho các thanh thiếu niên quốc tế, được tổ chức 2 năm một lần bởi tập đoàn sản xuất piano lớn nhất thế giới Pearl River. Đây là cuộc thi quy mô toàn cầu, quy tụ hơn 80.000 thí sinh tham gia tranh tài. Như quý vị đã biết, tình hình dịch bệnh Covid diễn ra rất phức tạp, nên năm nay các bạn thí sinh quốc tế sẽ tham dự vòng chung kết cuộc thi Kaiserberg Piano bằng hình thức thu âm ghi hình. Xin chào Hoàng Anh! Trong phần thi chung kết vừa rồi, em phải biểu diễn cả một chương trình với những tác phẩm lớn, đòi hỏi nhiều kỹ thuật khó và chuyên nghiệp trên cây đàn bonsai. Thì em gặp những khó khăn gì không? Em đã luyện trên cây đàn Kaiserberg 2 năm do ba em tặng cho, nên không có gì khó khăn và ngược lại còn hứng thú và làm được nhiều điều mong muốn thăng hoa trên cây đàn bonsai này. Được biết là Hoàng Anh đã đạt được rất nhiều thành tích trong suốt quá trình học tập tại Tết Sài Gòn. Những thành tích đó thì thật sự rất là quan trọng và ý nghĩa đối với em. Nhưng mà với riêng em á, thì em cảm thấy là mình ấn tượng với những thành tích nào nhất? Dạ thưa chị, em cảm thấy có ấn tượng với thành tích đi Mỹ, được giao lưu với các bạn trên thế giới, được diễn concerto với những người nổi tiếng và được ngao du trên cái đất nước xa xôi nửa trái đất này. Và cái thứ hai, chính cái giải vàng ở Hồng Kông và Việt Nam đã giúp em trở nên tự tin hơn và chuẩn bị cho kỳ thi Kaiserberg Got Talent quốc tế lớn như thế này. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của Hoàng Anh. Thì với những trải nghiệm và kiến thức đã được học trong thời gian qua, thì chúc Hoàng Anh tiếp tục đạt được nhiều những thành tích hơn nữa để trong các cuộc thi piano quốc tế sắp tới. Xin cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Dạ, em xin được chào chị Tuyết Nga ạ. Đầu tiên thì em xin được mời chị Tuyết Nga chia sẻ về những khó khăn và thuận lợi của gia đình mình đã hỗ trợ cho Hoàng Anh để bé hoàn thành được chương trình tham dự kỳ thi Kaiserberg Piano quốc tế vừa qua ạ. Chị chào em. Theo cái sự hướng dẫn của nhà trường thì ba mẹ cũng mua cho Hoàng Anh cái điện thoại xịn với lại cái iPad để có thể hỗ trợ cho cái việc học online, quay từng đoạn video như vậy. Nói chung cũng phải mất khoảng 3-4 tiết đầu tiên thì cũng trực trặc lắm, mất thời gian lắm. Nhưng mà sau đấy thì Hoàng Anh cũng rất là cố gắng và thầy thì cũng rất là nỗ lực. Thế là cả thầy cả trò thì cũng chăm chỉ học và cuối cùng thì Hoàng Anh đã quen với cái việc học đấy và rất là có những cái kết quả tốt. Dạ vâng ạ. Được biết thì từ khi tham gia học tại Tết Sài Gòn thì Hoàng Anh đã tham gia và đạt được rất nhiều huy chương vàng piano được tổ chức tại Mỹ, Hồng Kông, Singapore và Việt Nam. Thì đây là lần thi với quy mô lớn hơn và với hình thức online thì nó cần sự kỹ lưỡng khi mà thu âm và ghi hình. Điều này cũng thực sự rất là khó khăn cho các bạn thí sinh khi phải hoàn thành cái phần dự thi chuyên nghiệp của mình. Nhưng mà thì chị Tuyết Nga có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết là lý do vì sao gia đình mình vẫn lựa chọn là ủng hộ con tiếp tục thi cái kỳ thi mà có nhiều cái thách thức như thế này không ạ? Hoàng Anh là một cô bé rất là chăm chỉ và rất là nhiều cố gắng. Ba mẹ thì rất là yêu con cho nên là cũng giống như tất cả các phụ huynh khác thì luôn luôn là mong muốn con mình đạt được những cái thành tựu, cho nên là trong bất kỳ những cái cuộc thi nào mà trường Tech Sài Gòn đưa ra thì Hoàng Anh đều tham gia. Tại vì mẹ cũng nhận thấy rằng là những cái sau mỗi một lần thi như vậy thì Hoàng Anh có những cái kết quả rất là đáng ngạc nhiên. Thế cho nên là bất kể cuộc thi nào, nhưng mà cái thách thức nhất trong cái kỳ thi này là online. Thế cho nên là cả ba cả mẹ đều phải nỗ lực cố gắng động viên Hoàng Anh và đấy chính là những cái trải nghiệm mà Hoàng Anh đã đạt được trong thời gian qua.